tôi nhớ mọi người quá. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với reaction. Hắn phiêu dệt gió vươn cành, trái tim người lính quân hành xốn sang. Trời ơi, nhìn bộ đồ làm tôi nhớ. Nãy giờ các đồng chí đều đang luyện tập đội của mình, thậm chí đấy chứ. Vẫn giữ bộ đồ đó luôn đó mọi người. Sau lưng điểm tựa, đồ lính đặc công quê hương. Hồi quay chào. Hồi trời, nhớ tác phong quân nhân. Mà các bạn biết á, tôi đi sau nhuận hủ về á, tác phong của tôi cũng quân nhân đi hẳn luôn nha. Trời ơi, giờ đang nghe cái này. Tính ra tôi ít khi rồi á. Anh trai mà hả, tự dưng đến cái đoạn này. Toàn mấy cái đoạn gọi là nó đang bị cảm động á. Đây là tôi thấy hả, là nhà chính mùi này là phủ sóng mạng thread của trên thread của tôi nha. Phủ sóng everywhere luôn, lúc nào chín mùi, 9M, 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 9M. Mùi có ô rồi. Vợ ngư binh chẳng thành.
dạ. Cái nón hả, dễ thương quá vậy. Chết rồi, tôi chưa quen với hình ảnh này của anh BB. Dễ thương cái gì trời. Xài, 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 xài. Ui, ui, rapper người Huệ à. Muốn được cầm tay em trên sông Hương, ngon cả từ câu thơ bao năm. Là anh là em nờ nàng thơ sự Huệ. Trời ơi, dữ vậy trời ơi. Chiều mưa trên kinh. Ôi mấy anh hát hay thế nhở. Quên nhau dưới chân thiên mù, em còn nhớ không? Chờ đông bắc khi mình qua, lá me bay bay là đã. Chiều thiên tha có anh bên mình mà ngỡ hôm qua. Ôi, dễ thương quá vậy trời. Khó nha, tính ra mấy bài nào khó hát không đó trời ơi. Bay lên hả? Bay lên hả? Oh my god. Có nỉ nào. Ờ, dễ thương cái gì trời. Xời. Anh ơi, có bay lên thế kia. Trời ơi, tôi đoán ngay mà. Wow. Rồi, nhìn vậy chứ kiểm soát trên không là cái người mình nó phải khỏe lắm đó mọi người. Ai chơi vậy? À là ai cũng chơi hết, mỗi ai là chơi một đài lại nhạc cổ. Sai. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếm giang hồ không đến đời. Trời trời, tiết mục gì mà dữ dội vậy trời. Đàn ca nhảy múa gì cũng có hết vậy. Hả? Ui, trời. Ending cũng đẹp cơ. Ending cũng đẹp ấy. Màu sắc quá ok. Màu sắc quá ok. Màu sắc quá ok. Ủa, trời ơi, bao nhiêu thứ mà anh tin là anh khen màu sắc quá ok. Khó chịu vô cùng. Tôi nghe bảo bài này là anh Bin có viết thêm lời nè. Nắng mưa trong trái tim mình. Nhưng mà sân khấu đẹp quá hả? Cái khúc này nhìn như đang đóng MV gì đó. Để nhập trình đường xa dẫu mà tấm áo xong nghỉ em. Ôi anh đẹp trai quá à. Ôi cái nhăn mũi đó nha. À đâu mấy thánh thổi sáo vô thẳm cho tôi coi có đúng. Sao lại đứng đây một mình thế em. Khoan, sắc nước hương trời mà chỉ do anh Tiến Đạt không chứ sao đứng đây một mình thế em là ai? Là ai? Không có ai đợi.
trời ơi, đi chai quá trời. Mong manh như liễu như đao phó mặt vận đời cuốn ní về bên nào son sắc mặc cho thế tình mỉa mai hờ hững tấm áo khoe màu miệng cười ôi không này hay chớ bộ tựa vào hoa chờ quân tư chớ che ý lại à biết tìm đâu suốt tình đôi anh Khánh hả trời ơi trời drop à. Tôi cũng thấy nhiều người bảo là mọi người trong chương trình kiểu bị xài drop nhiều quá. Xài. Sao mà mình luyến được cái nốt đó trời. Để trong nhà để phất phơ, mà để phất phơ, phất phơ đổi đầu lại còn cái yêu nghe cái yêu em. Má tôi nghĩ chắc tôi tu 8 kiếp nữa tôi cũng không thể nào hát được như vậy quá. Tu 8 kiếp nữa. Trong nàng á. Trời ơi sao mà hát được chữ nàng nữa vậy trời. Đó, happy lần. Quá lớn. Anh đi, nhìn anh đi cũng. Anh đi cũng thấy ghét cơ. Trời ơi, mấy anh chơi quá. Mấy anh chơi quá. Trời ơi. Chị đang rất là nhảy, rất là nhẹ nhàng. Mấy anh cứ hay 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 hay. Nice. Uầy, ai vừa mới đá? Ai vừa mới san tôi vậy? Hay. À, cô đá 108. Cô đá 360 chứ. Nhà trẻ cỡ này mấy bà cỡ nào. Đã lớn quá, chiếc khăn piêu cỡ đó mà. Đối với một người như anh là đi tới đây đó là vượt ngoài sức tưởng tượng rồi. Trời ơi. Thật ra là mình nên vui á, mình nên cảm ơn chương trình vì có những cái. Trời ơi, cảm động gì trời. Mình được làm những chuyện này, được gần gũi mọi người, được gồng á. Nico có tâm sự hút là Nico rất ít bạn. Khi vô đây gặp mọi người được đi chơi với nhau rồi được quay chung, ăn ở ngủ chung rồi các kiểu thì cái tình cảm nó bắt đầu nó có cái sự kết nối giữa các anh em với nhau. Thì Nico cảm thấy là mình có được thêm nhóm bạn mới nữa. Không biết hát, không biết nhảy, chưa bao giờ đứng trên sân khấu. Nhưng mà tôi đã đi tới đây rồi. Tôi làm quá nhiều rồi. Rất là trời nếu mà đây anh là một giấc mơ rồi, không còn gì để mơ nữa. Trời ơi, thôi mà anh ơi. Đừng. Nè cô Lê Mãi Đỉnh. Nè cô Lê Mãi Đỉnh. Tôi nghĩ là nếu biết trước ngày hôm nay thì hả tất cả mọi người đều sắm cho mình một cái kính râm để có chuyện gì là mình bụp cái kính xuống liền.